Mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm của cục đẩy PL2.6 anh em nhá. Cục này thì rất là nhỏ gọn, chiều sâu nó chỉ thế này thôi, 33 cm thôi và anh em nhé. 600W trên một kênh và em đang test với hai cặp loa bát 30. Anh em cùng đeo tai nghe nhá. Đấy, hai cặp bát 30. Hai cặp bát 30 đây, linh loa anh em nhé. Và mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm anh em nhá. Ta đang tìm cách quên người, phải cố quên người, dù có tiếng nghe xin vẫn muôn đời nhớ anh. Chẳng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên nhà cầm trực tiếp anh em nhé. Chẳng là tất cả nguyên do của niềm đam mê.